Dạ em chào anh chị. Với tư cách là chủ quyền trung ương của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình, xin anh chị cho biết sơ qua về lịch sử thành lập của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Cảm ơn anh. Thưa anh, trước khi đi vào buổi trò chuyện hôm nay thì nhà tôi có một vài lời để giới thiệu về gia cảnh, anh mời em. Dạ, em cảm ơn anh. Để tạo nhịp cầu thông cảm giữa người nói và người nghe, tôi xin được giới thiệu gia cảnh. Tôi là Anna Nguyễn Thị Điệp và nhà tôi Giuse Phạm Văn Quyết. Chúng tôi thành hôn với nhau được 48 năm. Và chúng tôi được Thiên Chúa ban cho 7 người con, 4 cậu con trai và 3 cô con gái. Chúng tôi đi tham dự khóa 2 chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình tại giáo phận Orange, miền Nam California cách đây 35 năm. Phải nói ngay rằng chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình đang có một thế đứng rất đặc biệt trong đời sống gia đình khắp nơi trên thế giới. Chương trình được sáng lập bởi linh mục Phêrô Chu Quang Minh, dòng tên, vì là một linh mục lại cũng là một nhà tâm lý, nên ngài đưa ra một phương cách giúp các gia đình sống đời hôn nhân rất tuyệt vời và thực tế, dựa trên nền tảng của lời Chúa và tâm lý gia đình thực nghiệm, gọi là đoàn sủng của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng được mệnh danh là giáo hoàng của gia đình, chính ngài đã chúc phúc và đặt tay ký lên huy hiệu của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình ngày 28 tháng 10 năm 1994 ngay tại công trường Thánh Phêrô. Và sau đó, Đức đương kim giáo hoàng Francisco, ngài cũng chúc lành và đặt tay ký lên huy hiệu của chương trình vào ngày 25 tháng 5 năm 2019. Đây quả thật là một hồng ân rất lớn lao và tuyệt vời cho chương trình thăng tiến hôn gia đình. Ở đây, chúng tôi cũng xin được thưa với anh thêm một chi tiết rất quan trọng. Đó là chương trình đang tiến hành cái thủ tục xin Tòa Thánh Vatican cho chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình trở thành Hiệp hội Giáo Hoàng về gia đình. Sau 35 năm từ ngày thành lập, chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình đã đem lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình Việt Nam khắp nơi trên thế giới, cụ thể là qua các cộng đoàn công giáo Việt Nam từ Hoa Kỳ, Canada, nhiều quốc gia tại Âu Châu như Anh, Đức, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, nhiều thành phố và tiểu bang tại Úc Châu như Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaide và một miền cực nam của Úc Châu là Perth. Bên cạnh đó còn có Nhật Bản và đặc biệt hơn nữa là tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Xin chị cho biết khóa sẽ đem lại lợi ích gì cho các đôi hôn nhân tham dự chương trình? Thưa anh, để nói về cái ích lợi của các khóa thăng tiến hôn gia đình đối với các cặp tham dự, chúng tôi xin phép quý vị được lấy ngay kinh nghiệm bản thân để nói, để minh chứng cho cái ích lợi đó. 48 năm trước đây, khi bước vào đời sống hôn nhân, dĩ nhiên chúng tôi phải thương yêu nhau lắm mới lấy nhau. Nhưng vì không được chuẩn bị, không được học hỏi, nên mình đã vô tình làm cho cái tình yêu ban đầu đẹp đẽ đó rất mau chóng phai nhạt, rồi giá lạnh, rồi đã đến có cái giai đoạn mà chúng tôi tưởng như phải chia tay nhau. Cứ giống như là một chiếc xe, mình không có bằng lái, không được học hỏi gì hết mà mình leo lên lái thì thế nào cũng có cọ quẹt. Đấy là chưa kể tai nạn chết người nữa. Khi mà lập gia đình thì tôi tuổi rất là còn trẻ, không có chuẩn bị gì, cho nên là khi về sống không có cái lỗi gì lớn lao cả. Anh chồng nhà tôi anh rất là tốt, mà chỉ vì là những cái khác ý cho nên là đưa đến cái căng thẳng. Cho đến khi mà chúng tôi gặp được người giới thiệu đi tham dự khóa thì chúng tôi cũng cứ nghĩ rằng là chắc chúng tôi không cần đi khóa đâu, không có chữa được đâu. Ai đi thì đi, chúng tôi không cần đi. Nhưng mà thật sự đến với khóa thì chúng tôi nhận được rất là nhiều. Thật ra thì, thưa quý vị, bản thân tôi đó, khi ngay buổi chiều khi vào khóa thôi, tôi đã nhận ra đâu là cái nguyên nhân đưa gia đình, tình yêu vợ chồng của chúng tôi từ nhạt nhẽo rồi đưa đến cái chỗ gần như là phải chia tay nhau. Với ơn Chúa và cái phương pháp của khóa học
đã giúp chúng tôi quyết tâm thay đổi đời sống. Khi mà đi tham dự khóa về thì ta cảm thấy cái đời sống hôn nhân nó đẹp lắm. Và tôi giống như là một cái bông hoa mà được nó đang héo mà được tưới bằng cái gì? Tưới bằng những sự ân cần quan tâm của anh, bằng trái tim, bằng lời hồi trước là bằng lời nói cũng có nhưng bằng lời nói, nhưng bây giờ bằng trái tim chân thật, làm cho tôi cảm thấy lúc nào tôi cũng dễ cười được. Và từ cái điểm đó tôi vui, rồi tôi mới làm cho nhà tôi được vui, và con cái cũng vậy, cũng mẹ thoải mái thì bố cũng vui mà con cũng vui. Cũng giống như cái liên hệ vợ chồng, khi bước vào đời sống hôn nhân, chúng tôi không được đi qua một trường lớp nào. Thành ra khi sanh các cháu ra, chúng tôi chỉ nghĩ đến cái việc lao đi kiếm tiền để mà lo cho cái đời sống cơm áo gạo tiền cho các cháu, mà quên đi cái trách nhiệm làm cha làm mẹ về hướng dẫn để giáo dục con cái. Và khi con cái mà thấy cha mẹ khó khăn như vậy đó, thì các cháu không có bộc lộ, thì mình không có thể nào gần gũi với con được. Và chính vì cái sự khó khăn với con như vậy, các cháu dần dần xa tôi. Gần mẹ thì có, nhưng mà gần bố, gần tôi thì rất là khó. Mà thậm chí cho đến bây giờ, tôi đã thay đổi tính nết rất là nhiều, nhưng mà cái sự không gần gũi của con cái nó vẫn còn tồn tại nơi các cháu. Mà bây giờ hai vợ chồng, như nhà tôi đã chia sẻ, chúng tôi được Chúa ban cho 7 người con. Cùng với dòng thời gian, các cháu đã lớn lên và ra khỏi gia đình. Bây giờ căn nhà trống. Thật tâm, tôi ao ước được trở lại cái ngày khi các cháu còn bé. Nhưng rất tiếc cái ngày đó không còn nữa. Và một điều nữa là rất là vui cho hai vợ chồng già của chúng tôi là khi nhìn lại đàn con 7 người của chúng tôi thì có nhiều cháu đã theo gót của bố mẹ, đã hy sinh ra đi để phục vụ cho Chúa và giáo hội, cho tha nhân. Đó là một cái hồng ân lớn lao cho chúng tôi vô cùng. Chúng tôi hết lòng cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn cha sáng lập, cảm ơn chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã cho chúng tôi được như ngày hôm nay. Sau cùng, thưa anh, với tất cả thao thức của một cặp vợ chồng tưởng rằng như hôn nhân của mình đã hoàn toàn thất bại, nhưng Chúa thương đã mở mắt để chúng tôi khám phá ra rằng hôn nhân gia đình, hạnh phúc gia đình cao quý, nó không phải ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính hôn nhân của mình. Chính vì thế mà trong suốt 35 năm qua, từ khi đi tham dự khóa, cả vợ chồng chúng tôi được thôi thúc phải ra đi để làm ích lợi cho các gia đình. Để rồi cùng với các gia đình làm chứng nhân tin mừng cho Chúa bằng chính đời sống hôn nhân và gia đình của mình để làm vinh danh Thiên Chúa. Amen. Vì tình Chúa ôi miên man, muôn tháng năm không tàn, dâng chiều sóng vô lớp lớp biên cười vang rền. Lòng Chúa thương vui huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, muôn an vui tràn chứa thánh ân không vơi. Chúng con xin tạ ơn Chúa ý quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Muôn đời là Chúa, khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển chi đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi cứu giúp chưa che nguyên cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ lo cũng nhờ mẹ. Nhờ mẹ thương dân Chúa cho đời ta. Khi em đi khóa, em mới cảm thấy là em rất là hối hận. Em hối hận ở đây là vì sao em không đi sớm hơn mà đến bây giờ thì tận đáy lòng em khuyên là với anh chị nên dàn xếp thời gian đi bằng mọi cách nên đi cùng Chúa. Là hồi xưa giờ là mình tin vào Chúa, mình đi lễ hàng ngày, mình nghĩ là mình lập gia đình.
mình sẽ lo cho con cái và vợ con. Nhưng mà thật sự ra sau khi khóa, cái sự hiểu biết về vấn đề Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào, nó nằm rất là sâu trong vấn đề mà tâm trạng của mình. Do đó sau khi mà mình đi về, mình mới hiểu được là cái bổn phận của mình là dạy con cái, hay là bổn phận của mình lo cho gia đình đó, nó không phải là do sức lực của mình nữa, mà do một cái tâm linh, một cái sự giống như là một cái, nó có một cái gì đó mà mình cảm thấy Thiên Chúa ban cho mình một cái sức mạnh rất là lớn để mình trải qua những cái vấn đề trong gia đình mà mình không cảm thấy đó là gánh nặng, mà mình cảm thấy cái đó là cái hạnh phúc. Ngày xưa đó là gọi là vợ chồng già, có những cái nó không có còn ngọt ngào như bây giờ là người tình của nhau. Xin chào vợ chồng Hùng Thủy, xin mời gọi tất cả anh chị em trong giáo xứ mình tham dự chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân. Cảm nghĩ của tôi là trước khi tham dự chương trình thì vợ chồng, cái tình cảm gia đình nó rất là nhạt lẽo, không có siêng năng đọc kinh cầu nguyện, bê trễ việc tông đồ, không có liên quan tới vấn đề mà giáo xứ nhờ Chúa dẫn dắt đưa tới chương trình. Gia đình chúng tôi đã được Chúa ban nhiều ơn phúc lành. Sau khi đi học khóa, gia đình vợ chồng càng thêm yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, gần gũi hơn trong vấn đề mà thờ phượng Chúa, đọc kinh cầu nguyện và tham gia sinh hoạt trong giáo xứ. Xin mời tất cả mọi người trong giáo xứ tham gia chương trình này rất là bổ ích cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Trước khi đi vào khóa thì mình cũng nghe được nhiều ơn sủng Chúa đã ban cho nhiều gia đình trẻ, cũng rất là yêu thương nhau, nhưng mà cũng thiếu về những cái sự mà lắng nghe với nhau. Cho nên mình cũng tò mò để đi coi thử coi khóa như thế nào, mà khi sau khi mọi người trở về thì được thánh hóa, thì mình đi khóa về mình cảm thấy mình được thánh thiện hơn, mình thấy cái đạo đức của mình nó được thăng tiến hơn, và mình lại biết san sẻ với con cháu. Ngày xưa mình nghĩ con cháu là mình có quyền trên nó, nhưng mà con cháu là của Chúa ban cho, cho nên là mình biết phụng sự Chúa và đem con cháu tới mỗi tuần đi học giáo lý, đi học tiếng Việt Nam để được phụng vụ với nhau. Vậy xin mời tất cả mọi người trong giáo xứ cùng tham gia để được gia đình được thăng tiến hơn. Chúng em là vợ chồng Chính và Ngọc Trần. Chúng em đã tham gia khóa 697 tham chứng nhân gia đình và rất là vui, rất là hạnh phúc. Trước khi đó thì anh Chính rất tánh tình, rất là nóng, và mình cũng không có biết cách nói chuyện để cho hòa giải trong gia đình. Cho nên là gia đình của mình á, mỗi lần có chuyện thì cũng khó có cách giải quyết. Mà học hôn nhân gia đình về, gia đình mình tự tìm cách giải quyết, thông cảm, hiểu nhau. Và lúc nào vợ chồng mình cũng muốn đi đâu là đi chung với nhau, và dắt các con, các cái cùng nhau học hỏi và tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Rất là vui, rất là hạnh phúc vì đã được học cái chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình của giáo xứ. Dạ, chúng em kêu gọi anh chị, dạ, chúng em nha, em và Ngọc kêu gọi anh chị nào có điều kiện thì cứ tham gia cái chương trình này, rất là lợi cho gia đình của mình và xây dựng hạnh phúc cho con và trong tương lai với lại với giáo xứ của chúng em. Thank you. Và em bảo đảm là đi học khóa này về các chị vợ rất là vui, rất là happy. Trong đó có em cảm ơn. Chào anh chị, hẹn gặp lại trong khóa. Vợ chồng em là Linh, còn chồng em là Trương. Chúng em đã đi vào một khóa thăng tiến hôn nhân. Ngày xưa thì hai vợ chồng cũng có nhiều lúc không được hợp ý nhau, nhưng mà sau từ ngày đi thăng tiến hôn nhân đến giờ, chúng em cảm thấy học hỏi được nhiều hơn, được gia đình được tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Dạ, em xin hết. Ở đây là Peter và Tiên. Sau khi mình nhận được đi học cái khóa thăng tiến hôn nhân gia đình này thì mình nhận được rất là nhiều. Cái điều quan trọng nhất là hai vợ chồng của mình học được một cái điều là mình thì bản thân mình là
bớt căng chút, nhu một chút, tức là vợ mình nói gì thôi kệ nó, ráng đi, thấy không, nghe đi. Mình được từ từ sau này lúc mà bà xuống một chút đó, rồi bắt đầu mình mới nói lại. Cái thứ một cái điều quan trọng nữa là về con á, thì hồi xưa mình hay có tiếng hơi to tiếng với con của mình, nhưng mà sau khi cái khóa này về là mình lắng nghe nó từ từ rồi mình hỏi lại nó, tức là mình không có nổi nóng một cách bất thình lình á, thì cái điều đó là làm cho con mình nó thoải mái hơn được nhiều em. Cái giá trị mà mình nhận được các anh chị sau khi đi học cái lớp căn bản của chương trình thăng tiến hôn nhân đó, thì cuộc sống hai vợ chồng nó đỡ ngột ngạt hơn, dễ thở hơn, mình thông cảm với nhau hơn, đặc biệt là con cái cảm nhận được là ba mẹ có nhiều thay đổi qua cái lớp căn bản này. Sau rất là hy vọng gặp lại các anh chị trong cái lớp căn bản, tại vì mỗi người trong chúng ta đều có những cái trở ngại trong cuộc sống vợ chồng, nhưng mà đôi khi mình không có tìm được những cái sự đồng cảm với nhau qua nhiều năm sống chung. Sau đây là cái cơ hội để các anh chị thử sức lại mình và tìm lại cái tình cảm của vợ chồng với nhau. Vợ chồng em là Veni và Jenny. Hôm nay được dịp đến đây được kêu gọi tất cả các anh chị em đã từng có gia đình xin ký tham gia vào chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình của khóa sắp tới. Và sau đây em có những cái nhận định về sau khóa học và trước khóa học như thế nào. Kính thưa tất cả các anh chị, hồi xưa em không có hiểu được vợ của mình. Nhiều khi nói tới một chút gì nhỏ thôi em đã nóng lên rồi, thì tại vì em không có đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của vợ. Sau khi học khóa em đã hiểu được là thế nào là hòa đồng, thế nào là cảm thông và chịu đựng tha thứ, thì em đã đặt mình vào cái hoàn cảnh đó và em đã thông cảm được những cái khó chịu của vợ, thì em đã không còn bớt cái sự nóng nảy nữa và đã thay đổi con người, đã thay đổi con người chính con người của mình, và chính vì vậy mà em đã được đem tới được cái hạnh phúc cho gia đình và con cái sau khóa học. Em thì cũng vậy. Sau khi tham dự khóa thì cảm thấy sợ vợ chồng sống hạnh phúc hơn, vì biết nhịn nhau hơn và yêu thương nhau hơn. Trước khi tới khóa thì hai vợ chồng em cũng có nhiều xung đột, giống như cũng hay lớn tiếng, không có được hiểu nhau nhiều lắm, giận nhau nhiều. Rồi sau khi tới khóa thì biết được là mọi người mỗi khác đó, cho nên mình thông cảm với nhau. Rồi những cái chuyện mà nó nhỏ quá, hoặc là những chuyện mình nên bỏ được mình bỏ qua, mình cố gắng mình vui vẻ, rồi mình cùng nhau mình dạy con, làm gương cho con. Đó là một cái điều rất là may mắn. Em muốn nói thêm là em kêu gọi mọi người nên đi khóa, tại vì không chỉ giúp ích cho hai vợ chồng mà còn giúp ích cho cả con cái, nói chung là cuộc sống gia đình mình, và còn giúp ích cho mọi người xung quanh nữa. Dạ. Yeah, hello mọi người, vợ chồng em là Thanh Hiệp. Trước đây, năm ngoái tụi em đã tham gia khóa 813. Thì sau khi tham gia khóa đó, thì tụi em cảm thấy hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, xin thêm một, có thêm một baby nữa. Còn trước đó thì cũng hay cãi nhau và, sau khi thì em cảm thấy là em nghĩ là mọi người nên tham gia khóa để vợ chồng có thể thông cảm và yêu thương nhau hơn. Hi. Em là Hiệp thì trước đó thì cũng có tham gia cái khóa này, thì sau đó thì em cảm thấy là hồi trước thì mình thương vợ mình, thì giờ mình cũng vẫn cố gắng giống như vậy, không có gì thay đổi, cố gắng hơn, thương yêu nhau hơn. Mình nghĩ là cái khóa này nó cũng rất là tốt, nên mời anh chị em và anh chị tham gia. Chào các anh chị em trong những gia đình. Đây là mời kêu gọi của anh chị em trong gia đình chương trình thăng tiến hôn nhân. Năm nay là 2022. Mình muốn kêu gọi anh chị em nào chưa học khóa này của ra để học hỏi nhiều thêm về cái chương trình, về cái thăng tiến của đời sống của hôn nhân của mình. Không ai là gọi là hoàn hảo hết, nhưng mà trong những sự cuộc gì mà muốn có sự thành công phải có sự chuẩn bị và tiến lên, thì anh chị em mình cũng sống nhau thì cũng học hành để mà cố gắng để mà thành tài thành nhân, thì cũng giống như dạy con mình phải cái nuôi nắng cho nó đứng lên để mà nó trở thành có cơ hội, có cái sự chuẩn bị. Thì trong thăng tiến hôn nhân vợ chồng có ai bao giờ mà chuẩn bị thăng tiến đâu, chỉ có đây là cái điều cơ hội mà
trong cái giáo xứ tạo ra nhờ qua sự cái liên hệ của Chúa Thánh Thần, giúp cho anh chị em mình mới thấy những cái điểm sai, những cái gì mà mình cần bổ túc thêm trong cuộc đời. Ai cũng có cái blind spot, lái xe cũng có cái bên trái bên phải không thấy, nhưng mà những cái qua những người khác họ thấy thì họ có thể giúp cho mình nhận ra cái sai điểm của mình để thăng tiến. Vợ chồng chúng tôi ở đây đó là cũng có học cái khóa này qua 2013 thì cũng là 9 năm rồi. Thì trong những cái sự đó thì đương nhiên nó cũng có gặp những sự khó khăn, nhưng mà trước đó đó thì vợ chồng chúng tôi đã đến cái sự mà muốn ly dị với nhau. Thì trong sự liên hợp của giữa vợ chồng, giấy tờ nó đi tới nơi rồi, nhưng mà đây là cũng cơ hội gia đình chúng tôi để đến gặp mà Chúa đã ban cho mà cứu giúp trở thành đạt. Mà ngày hôm nay con cái gia đình sẽ sống và hạnh phúc, không phải là hoàn hảo nhưng mà có sự tiến lên. Thì mời kêu gọi anh chị em đã chưa học cái khóa này qua nên tìm hiểu và cho Chúa Thánh Thần cơ hội để giúp cho gia đình của mình, giúp cho cả bản thân và con cái trong gia đình. Thôi xin hết. Em tên là My, còn chồng em tên là Quang, hai đứa con của em. Ngày xưa vợ chồng em cũng nghĩ là mình hạnh phúc rồi, có giờ cãi nhau đâu mà phải đi theo vào chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình làm gì. Nhưng mà thực sự mình vô đó mình học hỏi rất là nhiều, cách dạy dỗ con cái, vợ chồng được hạnh phúc thêm hơn, ngọn lửa được bốc cháy hơn. Nếu mà anh chị muốn tham gia thì xin mời các anh chị cùng tham gia vào chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình nha. Chào. Chào các anh chị. Vợ chồng em đi khóa này khoảng 5-6 năm rồi. Đây là thành quả của hai em cưới nhau đi khóa này xong, nó rất là vui và cảm nhận rất là nhiều. Và sau đó tụi em rất thích và sao mà ra cái quyền hoàn cả quá nhiều. Nếu có gì nói không em? Dạ, em cũng xin mời các anh chị cùng tham gia khóa thăng tiến hôn nhân gia đình. Nó sẽ giúp gia đình rất là nhiều, em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ, xin chào các anh chị. Em là Khanh, ông xã em là Thảo. Tụi em đến với chương trình thăng tiến hôn nhân thì rất là tình cờ. Sau khi lúc trước thì vợ chồng nhiều khi cũng lục đục cãi nhau rồi không có hiểu nhau, nhưng mà sau khi tham gia chương trình thăng tiến hôn nhân thì tụi em hiểu được tâm lý của nhau hơn, rồi tụi em có thể giải quyết được những mâu thuẫn của hai vợ chồng mà không có gây gổ, rồi vui vẻ trong gia đình. Cho nên em nghĩ những anh chị trẻ hoặc là có những không vui chuyện trong gia đình thì mình có thể đến với chương trình để học hỏi và biết cách hòa giải và nói chuyện, làm cho không khí gia đình nó tốt hơn. Hy vọng các anh chị sẽ tham gia cùng chương trình. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Vợ chồng chúng em là Nguyễn Anh Tuấn. Và em là Trần Thi Kim. Vâng, chúng em là trong chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình. Xin được kính mời gọi tất cả quý anh chị mới lập gia đình hoặc là lập gia đình lâu mà chưa đi khóa này, xin đi. Chúng em rất là muốn các anh chị đi để mà thử nghiệm qua cái khóa này. Chúng em học được rất là nhiều. Dạ, khóa này rất là tốt và bổ ích cho riêng phần em thì giống như hồi xưa, vợ chồng có vẻ không có thể là chia sẻ với nhau được hoặc là không có lắng nghe nhau, thì qua cái khóa này em cảm nhận được là chúng em có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, thông cảm với nhau nhiều hơn, đặc biệt là giúp ích cho con cái. Nếu đúng mà rồi. Quý vị những gia đình nào mà có các con cái mà tuổi còn nhỏ hoặc tuổi trưởng thành mà bây giờ đang kẹt trong vấn đề là làm sao mà khuyến khích hay dạy dỗ con mình, chúng em tha thiết kêu gọi các anh chị tham gia khóa này. Và điều em học được nhiều nhất đó là mình huấn luyện bản thân mình làm được rất là nhiều điều tốt hơn, tự mình thay đổi rất là nhiều điều để tốt với vợ, tốt cho con và tốt cũng như tốt cho chính mình. Xin mời tất cả quý anh chị chúng ta cùng đến tham dự khóa này nhé. Đừng hiểu lầm là chúng ta đến đây để mà moi tội nhau đâu, thật sự là đến để làm tốt cho chính mình và làm mình mỗi một ngày một tốt hơn. Tại
mình phải tốt đã, vâng, thì mình mới làm cho người khác tốt được. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị nhiều nhá, và hẹn gặp với anh chị trong khóa này. Hẹn gặp, bye. Bye. Mến chào anh chị em, vợ chồng chúng em là Song Nguyền Bảo Thúy, thì đại diện cho chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Vợ chồng chúng em mời gọi quý anh chị trong và ngoài giáo xứ đến tham dự khóa căn bản của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình vào cuối tháng 7. Mọi thông tin liên lạc xin quý anh chị có thể liên lạc trực tiếp với em. Vợ chồng em là Bảo Thúy và anh chị Lâm Vân hoặc anh chị Mến Vân. Ngoài ra xin quý anh chị có thể tham khảo về những cái sinh hoạt của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình trên trang Facebook của chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và hẹn gặp trong những ngày cuối tháng của tháng 7. Vì tình chưa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dương chiều sóng vô lớp lớp biên cười vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui tràn chứa thanh ơn không vơi. Chúng con xin tạ ơn Chúa ý quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa, các vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiện chi đời. Chúa muôn đời là Chúa, các vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiện chi đời đời. Chúa muôn đời là Chúa, các vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiện chi đời đời. Chúa muôn đời là Chúa, các vũ trụ trời đất, ngàn vinh